Bà chủ, cho cháu hai quả trứng vịt lộn, một quả cho người, một quả cho chó. Chỉ bán cho người chứ không bán cho chó đâu nhá. Thế người ăn cũng phải trả tiền, chó ăn cũng trả tiền, thế bà chê tiền à? Này, tiền thì tao không chê, nhưng mà bán trứng cho chó thì người ta lại dị nghị là bán cho chó. Mà như thế nhục lắm, như thế mất tư cách lắm. Mất hết tư cách, thế những người bán thức ăn cho chó, chuồng chó, xích chó, thế mất hết tư cách với nhau à? Đấy là người ta chuyên doanh cái mặt hàng ý, nó lại khác. Đây là tao chuyên bán cho người, chứ không bán cho chó được nhá. Lắm nhọt. Thôi, bán cháu hai quả trứng vịt lộn cho người được chưa? Chia ra làm hai bát, mỗi bát một quả. Được, cho người thì được. Đây. Ê, lại. À, thằng này. Thế bà Mỹ hôm nay thực đơn là có cái món gì đấy? Hôm nay tao chuyên đề trứng vịt lộn nhá. Ôi giời ơi, hôm nay đầu tháng mà bà bán trứng vịt lộn để cho chó nó ăn này. Này, đầu tháng người ta chỉ kiêng mực với cả thịt chó chứ không ai kiêng trứng vịt lộn nhá. Thằng danh con này, tao đang thèm ăn trứng vịt lộn mà mày lại bảo là cho chó ăn là thế nào? Thôi, em khuyên thật đại ca ấy. Đại ca hay lô đề thế, đầu tháng này ăn trứng vịt lộn đen lắm. Tao cũng đánh lộn cho nó chắc chắn, hiểu không? Ừ, hôm qua tao mơ con 36. Vừa đấy, vừa báo cho chủ ngoánh cả 36 lẫn 6A, hiểu không? Thế nhưng mà ví dụ như người ta kết kép thì lộn kiểu gì? Ví dụ đánh con 33 thì lộn vào mắt à? Cái thằng danh con đấy, tại sao mày lại cứ can thiệp vào cái đời sống ẩm thực của tao nhỉ? Tao thích ăn cái gì đó là việc của tao mà. Bà Mỹ đâu? Cho một bát double hai quả trứng vịt lộn vào đây thôi. Nhất trí. Thôi ú, chú cứ cho con hộp thạch ăn cho nó lành. Ôi, tôi chết rồi. Trứng cho chó mà bà lại bán cho đại ca tôi thì bà coi đại ca tôi là chó à? Thằng ranh con này, trứng ngon như thế này mà mày đã bảo trứng bán cho chó là nào? Đại ca nhìn kia kìa, nó đang bón cho chó kìa, còn gì nữa. Úi giời ơi. Bà kia, tại sao bà lại bán thức ăn cho chó cho tôi ăn là nào hả? Ô thôi chết rồi, cái thằng kia, ta đã nói là trứng cho người ăn, tại sao mày lại cho chó ăn thế hả? Thì cháu mất tiền, cháu cho ăn là việc của cháu chứ. Cái thằng mất dạy kia, ta đã thống nhất mày ngay từ đầu là chỉ cho người thôi, không cho chó ăn cơ mà. Hả? Mà cái kia nè, mà lăng lốn, cậu mày ở mơ mi lúc của cậu sơ. Mày không hiểu tiếng người à? Thằng danh con, từ nay trở đi tao không bán trứng cho mày nữa đâu nhá. Ăn đi cưng, đừng tự ái, ăn nhiều vào, khỏe vào, rồi tao lấy vợ cho mày. Này, này, này. Thằng danh con kia là con cái nhà mà sao nó ăn nói là ngũa ngược vậy? À, nó là thằng Hợi, con trai của Lão Tuất. Mà đấy, em đã khuyên đại ca rồi, đại ca có nghe em đâu. Ăn trứng vịt lộn đen lắm. Bà này, tại làm sao mà bà lại nhẫn tâm bà bán thức ăn cho chó cho lợn ăn cho tôi ăn là nào? Đừng có nói lung tung nhá. Trứng nào là trứng cho lợn. Thế tôi hỏi bà nhá. Thế cái con bốn chân kia là con gì? Con gì? Thì nó là con chó. Thế cái con bên cạnh nó là con gì? Thằng Hợi chứ ai? Thế trong 12 con giáp, Hợi là con gì? Là con heo. Thế con heo của con heo nó không phải là con lợn à? Ha ha. Bà bán trứng cho chó cho lợn cho tôi ăn mà bà mà nó là con cái à? Hai ông đừng có cạnh khóe thằng này, không xong đâu, hiểu chưa? Thằng con trai Tuất kia, mày từ bé giờ chưa ai đánh mày lên mày vẫn còn to mồm đúng không? Hả? Mày làm sao? Thôi thằng này. Buổi sáng là không cãi nhau, cãi nhau là nó rất là đen. Mình quánh lô quánh đề là nó chỉ có trượt thôi, hiểu không? À. Gơm, hai bố con này ăn sáng sang thế nhỉ? Này, đừng có nói đẻo, tôi về tôi mách bố tôi đấy. Này, bác Tuất đây. Bác có thằng con hơi ghê gớm đáo đẻ. Không phải nhá. Đây là con chó cưng nhà tôi. Tuất nào ở đây? Này, thế tao hỏi thằng Hợi nhá. Con này là con gì? Là con chó. Thế trong 12 con giáp, con chó là con gì? Là con Tuất. Đấy, đại ca tao gọi con chó nhà mày là bác Tuất, chứng tỏ là đại ca tao rất tôn trọng nó. Thế mày còn hậm hực cái gì? Mày còn hậm hực cái lỗi gì? Mấy người đừng có lấy cớ, đừng có mà nhục mạ thằng này nhá. Đợi mấy tháng nữa con Bida Len này nó lớn, tôi xịt cho cắn chết cái người. Cháu lại cứ nuôi cái con Bin Laden này thật to thật khỏe và cho chú nhá. Xong rồi là cháu mang sang bên chú, gửi chú
chú cho nó nửa cân giềng với cả nửa lít mắm tôm thành món bảy ngón cực kỳ ngon. Lúc ấy chú lại mời là ngược lại bố con cháu, hiểu không? Sang ăn cùng chú. Bị là đẹp, đi về, không nói chuyện với lũ mất dạy này nữa. Về, tao tìm vợ cho mày. Dạy con. Cô dạy em bài thể dục buổi sáng, 1, 2, 3, bé hít thở, hít thở, hít thở. Gươm cho cao lên nào, dương đưa ba vào vai, gươm đưa lên trước bụng, xin cả hai gươm. Bố xin cái gì mà xin, giỏi ra xin cái bọn mất dạy. Cái thằng này, tránh ra. Bố đang tập bài đan sơ thái cực quyền buổi sáng, mày tránh ra, tao xiên phát vào háng là diệt giống bây giờ. Mà con yêu cầu bố, bố phải đổi tên ngay đi. Sao phải đổi tên? Bố trùng tên với con này, con dắt nó ra ngoài đường, ngại lắm. Tao nói cho mày biết nhá, từ cái thủa cha sinh mẹ đẻ tao vẫn tên là Tuất. Tao rất tự hào về cái tên Văn Tuất tiên sinh. Mà trùng tên thì đã làm sao? Chó người ta là chó thanh, chó cảnh, chó quý phái, sang trọng lịch sự, chứ có phải cái loại cầy tơ bảy món đâu mà phải đổi. Mà nhá, sáng ngày ra anh chưa quét sân quét nhà, chưa đun nước pha trà cho tôi, anh dẫn nó đi đâu? Đêm hôm qua nó cứ rên, nó cứ cắn xích, cho nên sáng nay con phải cho nó đi đấy. Rên thế nào? Nó rên chết mẹ. Thằng này động được rồi. Thế cho nên con mới đi tìm vợ cho nó đấy. Thế có tìm được không? Chưa. Mọi hôm nhiều chó cái lắm, hôm nay chả thấy con nào, cho nên con dắt nó vào hàng cho ăn 2 quả trứng vịt lộn bồi bổ cho nó. Ôi giời ơi, thằng bố mày này, sáng ra chỉ có cơm nguội vét xong quần quẹt, mày cho chó ăn trứng vịt lộn. Thằng bố mày đây này, hàng chục năm trời cô đơn yêu quạnh trống vắng, mày không tìm vợ cho bố, mày đi tìm vợ cho chó. Thế tìm vợ cho bố, mẹ con vẫn đi đâu? Mày đừng nhắc đến cái con mẹ mày mà. Tao điên, tao xin chết lung tung bây giờ. Trời ơi, con mẹ nào mà nó vứt chồng vứt con đi làm kinh tế hàng chục năm trời, không thể bỏ hê gì. Tao chốt luôn một câu thế này nhé, trước khi lấy được vợ cho con chó này, mày phải lấy được vợ cho bố. Bố thích, bố đi mà tìm. Mày là cái thằng con bất hiếu, thằng con mất dạy. Có con như mày cũng bằng thừa, có bố như bố cũng bằng thiếu. Mày không cãi tao thì người ta chọc tiết mày à hả ơi? Thế bố không chửi con, bố không sống được à? Tóm lại tao chốt một câu thế này nhá, mày mà không lấy được vợ cho tao ấy, thằng này đừng hòng lấy vợ. Còn chịu thì bố được thì chó của con, bố được thì chó của con xin bố. Ai nhôm đồng nát sắt vụn dép nhựa hỏng bán đây, bán giày dép sắt vụn chỉ đồng nhôm bán nào. Chà, bố nhà nó chứ, dao đồng nát mà điệu chảy có nước ra. Nghe xong mà tụt hết cả huyết áp. Thằng này. Dạ. Mày đã thu phế của cái mấy con mụ đồng nát này chưa? Ôi thôi đại ca, cái quan điểm của em là mấy cái bà đồng nát với mấy cái bà bán hàng rong ấy, người ta là lao động nghèo, còn đang là chạy ăn từng bữa kia, tiền đâu mà nộp phế. Nên là em không đưa vào cái danh sách thu phế được, lương tâm em nó không cho phép. Cái mặt mày mà dạo này cũng lại nhân văn gớm nhỉ? Dạ vâng. Này. Cái con mẹ liệu đồng nát thì nó có đứa con gái kháu phết ấy. Nó tên là gì? Tên là con Phế. Phế? Mẹ tên là Liệu, con tên là Phế. Mà em Phế thì trông lại kháu ra phết à? Tí. Dạ. Mày đuổi theo đưa ngay mẹ con Phế Liệu về đây cho tao. Thôi đại ca, em đã bảo rồi, người ta là lao động nghèo, người ta không có tiền đâu. Hay nhỉ. Tao bảo mày đuổi theo là đưa em Phế lại đây để tao xem mặt, chứ tao đã bảo là tao thu phế đó. Dạ vâng, thế đại ca chờ em nhá. Cô em bay thể dục cuối sang, 1, 2, 3, lấy thở, thở, thở. 1, 2, 3, lấy thở, thở, thở. Bác,
Bác đang tới đường hả bác? Ô bà đó, coi ngõ nhỏ và công nông chạy suốt ngày, úi mù hết lên. Đấy, mưa bọn toàn bọn qua tải thôi, nói mãi không được. Bác cho cháu hỏi nhờ một tí. Hàng xóm nhà mình có bà nào khoảng hơn 40 tuổi mà chưa có chồng không hả bác? Mày hỏi thế, bố ai trả lời được. Mà mày hỏi cái đám đàn bà sồn sồn u 40 cộng để làm cái gì? Cháu có tí việc, hơi nhạy cảm một tí. Ô anh tổ lái tôi biết thừa. Này, hành nghề phi công lâu chưa? Tao bảo này, muốn hành nghề ấy, phải lên vũ trường thì mới có khách hàng. Chứ ở cái xóm này thì lấy đâu ra. Cháu tìm cho bố cháu. Cháu tìm cho cháu làm gì? Bác hiểu làm cháu thôi. Bác bảo luôn này, cái cánh đàn bà chồng bỏ, chồng chết, chồng chê ở xóm này nói thật hiếm lắm. Nếu có ấy, bác mày cũng đã lấy rồi nhá, đâu đến lượt bố con nhà mày. Cô dạy em bài thể dục buổi sáng, 1, 2, 3 cánh sơn 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 sơn, còn lâu đến lượt bố con nhà mày nhé. Dạ cô và em vào đây ạ. Ngồi xuống đi ạ. Dạ vâng. Lời nói đầu tiên cho em xin gửi đến cô Liệu và em Phế đây. Một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Xin tự giới thiệu với cô và em. Đây là anh Dâm, tức là đại ca Dâm, đệ tử của anh. Quên, đại ca của anh. Nghe mọi người đồn, anh Dâm làm quản lý khu vực không gian này đã lâu. Hôm nay em mới được gặp đấy ạ. Chăng 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 chăng. Ngạc nhiên chưa? Mẹ con em mới lên thành phố, chưa kiếm chắc được gì nhiều, mong các anh thông cảm. Khổ quá. Thì tôi đã nói là tôi thu phế của mẹ con nhà bà đâu mà cứ phải sợ thế nhỉ? Thì sau này em làm ăn được thì em nộp phế cho các anh, chứ bây giờ các anh mà thu con phế nhà em thì em chết. Đồ nhẹ thì em mới chở được, chứ đồ nặng thì phải con phế nhà em nó mới đèo được anh ạ. Ý của chú ấy nói là phế, không phải là thu phế, mà là cái con phế này này. Thì bây giờ không thu phế của em, nhưng mà sau này thế nào chả thu con phế của em còn gì. Thôi, mấy cái bà này cứ dối hết cả não, cứ phế với cả thu. Ở đây chúng tôi không thu phế của lao động nghèo, mà ý đại ca tôi nói phế là cái em phế kìa. Thì tao chả nói là con phế, chứ tao có nói là thu phế đâu. Khổ quá nhờ cái con mụ này nhờ, cứ một lần nói ba lăng nhăng là thế nào nhờ. Ý của tôi ấy là tôi mời mẹ con em Phế Liệu quay lại đây là để muốn thanh lý cho mẹ con em Phế Liệu một ít sắt vụn, không biết là có được không. Ui giời ạ, thế mà từ nay đến giờ em không nghe ra. Em lại cứ tưởng anh thu mua em nên mẹ em mới lo. Thế các anh có nhiều sắt vụn không ạ? Anh có cả 1 tấn, không biết là em có sức để chở không. Ui thế thì tốt quá, anh chở mẹ con em ra luôn đi. Thôi là bây giờ như này nhá, mẹ con bà đưa tôi ra ngoài bãi phế liệu rồi tôi để lại cho, hiểu không? Vâng. Ok. Thế mà con ngồi đấy ạ? Dạ vâng. Ai nhôm đồng nát sắt vụn dép nhựa hỏng bán đây, bán giày dép cô, cho cháu một chén nước. Cô cho cháu hỏi cô có chồng không ấy nhỉ? Mày hỏi tao có chồng không á? Gần 50 tuổi đầu không có chồng thì ở nhà làm bà cô à? Cháu quên. Thế cô có biết bà nào chồng bỏ, chồng chết, chồng chê không? Cô giới thiệu cho cháu mới. Sao mày lại cứ hỏi toàn những cái người có hoàn cảnh đặc biệt thế là thế nào? Cháu giới thiệu cho bố cháu để bố cháu tìm hiểu. À, chắc là mẹ mày không về nữa cho nên bây giờ bố mày muốn lấy vợ mới chứ gì. Vâng. Cô bảo nhá, đi vào cái xóm của các cái bà thu mua đồng nát ý, cô mà đầy. Thế mà cháu không nghĩ ra, cháu cảm ơn cô nhá. Nghe nè con ơi. Ui giời. Suốt từ sáng đến tận bây giờ. Phải ơi, nhanh lên, bố sốt ruột lắm rồi. Lần sau ông bố đừng đãi con cái món gỏi cá sống nữa, ăn vào đau bụng chả bỏ đi. Cái thằng này bụng dạ thanh niên mà thua xa cả ông già, thua xa bố mày.
Mà mày có chắc là mày đi tiệt chưa đấy? Rồi. Không, cứ đi một tí là mày lại cứ rúc vào bụi rậm, bố tụt hết cả cảm xúc. Rồi, tiệt rồi, bố yên tâm. Thế mày có chắc là cô ấy chưa có chồng không? Chắc 100% ạ. Cô ấy khoe với con gái cô ấy xinh lắm. Cô ấy bảo mía ngọt, bố con mày đánh cả cụ cũng được. Thế à? Mày có biết đường khoe rằng bố mày rất đẹp trai không? Có, con cho cô ấy xem ảnh. Cô ấy cười tít mặt. Cười tít mặt thẳng dốt. Thế sao mày không khen bố mày thêm vài lời cho nó ngất hẳn? Có, con bảo cô ơi cô, bố cháu yêu cô lắm. Cô ơi cô, bố cháu phê cô lắm. Thế cô có phê không? Phê lòi mắt. Nhưng mà con bảo bây giờ con đưa bố sang đấy, bố đứng ở ngoài, con vào trong, con tán cô đấy đổ hẳn, rồi con bàn giao cho bố. Bố nhá. Được rồi, tí bố đứng bên ngoài, bố lấp bên ngoài, lúc nào mày gọi bố mới vào. Được chưa? Vâng, vâng, vâng. Đi. Không á, bố cháu với em này đánh cháu chết. Thế bố đâu? Bố cháu đây. Đâu? Bố ơi. Bố. Bố ơi. Bố. Bố đây làm gì? Bố sợ. Bố sợ cái gì? Kìa kìa. Bố sợ cái gì? Bố bồi hồi sao xuyến cứng hết cả vào rồi. Mày lôi bố ra cả. Bố đi ra, sợ cái gì? Từng tao đang cực. Hóa ra bác là bố cháu Hợi đấy ạ. Vâng, em là bố thằng này. Anh làm sao đấy? Em khóc. Sao mày khóc? Em nhìn thấy chị, người nó cứ dạo dực bồi hồi, cách chịu được, tim nó còn đang đập thình thịch thình. Hoàn cảnh của em có vợ cũng như không chị ạ. Thế thì hoàn cảnh của anh cũng giống của em. Em có chồng cũng như không. Thôi, hai đứa ra ngoài chơi đi, để cho mẹ tìm hiểu bác Quất. Vâng ạ. Đi anh. Em mời bác vào nhà xin nước. Chị bảo cái gì? Vâng, em được vào nhà uống nước á? Vâng. Nhưng mà em sợ. Không phải sợ, nhà em có mỗi hai mẹ con, ai làm gì được bác đâu mà. Em cứng hết cả người rồi. Chị ủn em gái. Chị ủn em gái. Mời anh vào. Đừng có hông! Mày! Mày đánh rồi! Mày đánh rồi! Thế anh với chị ở đây là như thế nào của nhau? Im! Chả thế nào cả.
anh cũng giống như anh, cũng đang tìm hiểu thôi. Ôi dồi, bố cái ông con, tìm cho bố cái đồn đâu có đi. Mày, mày bỏ đi. Anh đừng đánh em đánh chứ nhé. Ý em nói là chị này là của anh. Hỏi ơi, cứu bố mày qua đây. Hỏi ơi, anh Tuất ơi, đợi em ơi. Anh Tuất ơi, đợi em với. Sao cái giống đàn bà nó yêu nhanh thế chứ.